WHO, biến thể Delta đã được ghi nhận tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hai tỷ phú Bill Gates và George Soros mua công ty xét nghiệm Covid. Haiti bắt ba cảnh sát nghi có nội gián trong vụ ám sát tổng thống. Bố mẹ lơ đãng, bé 18 tháng tuổi trôi ra biển. Thiếu lương thực ở Triều Tiên trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo tệ nhất châu Á. Mỹ Nhật Hàn gửi thông điệp rõ ràng tới Triều Tiên. Mỹ và các đồng minh nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình eo biển Đài Loan. Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ cựu tổng biên tập Apple Daily. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Bắt tay cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tencent thành lập 275 chi bộ đảng trong công ty. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 21 tháng 7 của Đài TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu là một số tin tức cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID. Trong bản tin dịch tễ học hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 7, tính từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 7, biến thể Delta đã được phát hiện thêm ở 13 quốc gia, đưa tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca nhiễm biến thể này lên con số 124. WHO nhấn mạnh khu vực ghi nhận các ca nhiễm biến thể cần quan tâm gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta, tiếp tục được mở rộng, trong đó Delta có thể nhanh chóng vượt qua các biến thể khác, trở thành biến thể thống trị trên toàn cầu trong những tháng tới. Bên cạnh đó, WHO cũng bày tỏ quan ngại về nguy cơ lây lan trên toàn cầu của cả bốn loại biến thể này. Một bản thông cáo báo chí mới đây cho biết các quỹ tài chính do hai tỷ phú George Soros và Bill Gates hậu thuẫn đã mua lại một công ty xét nghiệm COVID. Hôm thứ Hai, 19 tháng 7, quỹ Soros do tỷ phú Soros tài trợ đã đăng thông cáo báo chí cho biết họ hợp tác với quỹ Bill Melinda Gates để hình thành một công ty gọi là Tiếp cận Sức khỏe Toàn cầu. Mối quan hệ hợp tác giữa Soros và Gates là một phần của sáng kiến Tiếp cận Sức khỏe Toàn cầu. Theo bản thông cáo, liên minh này dự kiến đầu tư ít nhất 41,1 triệu đô la vào dự án. Liên minh cũng đã tài trợ cho việc mua lại Mologix, một công ty chuyên về các công nghệ chẩn đoán nhanh, bao gồm các xét nghiệm liên quan tới COVID, các bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết, bệnh sán máng. Tại Mỹ, ông Soros đã cung cấp tài trợ lớn cho các nhân vật cánh tả, bao gồm các công tố viên và luật sư cấp quận. Đầu tháng này, tỷ phú Gates đã thông báo rằng vợ ông, bà Melinda, sẽ từ chức khỏi tổ chức quỹ của hai người sau 2 năm nếu họ không thể làm việc cùng nhau trong khi ly hôn. Chuyển sang một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Cảnh sát quốc gia Haiti ngày 20 tháng 7 thông báo đã bắt giữ ba sĩ quan nghi có liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Moi ở Tư Dinh hôm 7 tháng 7. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng nghi ngờ một số phần tử có vai trò trong vụ việc có thể đã xâm nhập vào lực lượng trước khi âm mưu ám sát được tiến hành. Danh tính của ba người bị bắt là Bonnie Gregory, Clinton Hippolis và Elisin Charles. Tuy nhiên, phía cảnh sát Haiti không nêu rõ nghi ngờ về vai trò cụ thể của những người này trong vụ việc. Khi cuộc điều tra đang được tiến hành, một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là vì sao nhóm lính đánh thuê có thể vượt qua được đội ngũ an ninh bảo vệ Tổng thống Moi để đột nhập vào phòng ông. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng nhóm này gặp phải rất ít sự kháng cự từ đội an ninh bảo vệ dinh tộc trống trước khi nã đạn giết chết ông Moi và làm bị thương đệ nhất phu nhân Martin Moi. Vụ bắt giữ ba cảnh sát được tiến hành trong bối cảnh Haiti thông qua tổ chức lễ tưởng niệm ông Moïse. Vào cùng ngày, ông Ari Henry cũng tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Haiti, vị trí được ông Moïse chỉ định vài ngày trước vụ ám sát. Haiti cho biết đã bắt giữ hơn 20 người, tiến hành 45 cuộc thẩm vấn và khám xét 13 địa điểm. Trong đó, họ đã phát hiện khoảng 60 khẩu súng, một số thuộc sở hữu của lực lượng cảnh sát, đồng thời tìm thấy một máy bay không người lái và ba quả lựu đạn. Hôm 18 tháng 7, ở bãi biển Calibia, phía đông bắc Tusnia. Một bé gái 18 tháng tuổi ngồi trên phao bơi bị trôi xa hơn 1,5 km ra biển trong lúc bố mẹ không để ý. Truyền thông địa phương cho biết bố mẹ mất tập trung trong giây lát khiến bé gái cùng chiếc phao bơi mỏng manh bị gió mạnh cuốn ra giữa biển cách bờ gần 1,5 km. Sau khi phát hiện con gái mất tích, hai vợ chồng vội báo cáo cho các nhân viên cứu hộ trên bờ biển. Tình nguyện viên cùng một số người điều khiển mô tô nước vội lao ra biển tìm kiếm và giải cứu bé thành công do trôi quá xa bờ, bé gái tỏ ra hoảng loạn và bật khóc khi thấy các tình nguyện viên. Song may mắn không bị thương, video giải cứu cho thấy bé gái bị cuốn trôi rất xa khỏi bờ. Nhiều người dùng mạng xã hội gửi lời chúc mừng tới nhóm cứu hộ và bé gái, trong khi một số người đặt câu hỏi tại sao bố mẹ có thể để con bị cuốn trôi ra giữa biển như vậy. Một tài khoản bình luận hoan hô nhóm cứu hộ, còn các bậc cha mẹ xin hãy để mắt tới con trẻ. Chính quyền địa phương sau đó cũng khuyến cáo các phụ huynh nên cảnh giác và không lơ là khỏi con trong lúc khu vực xảy ra tình trạng thay đổi thời tiết. Tiếp theo là các tin tức về Triều Tiên. Tình trạng thiếu lương thực của Triều Tiên đã lên đến mức khủng hoảng và bất bình đẳng gia tăng mạnh kể từ khi đại dịch Covid buộc nước này phải đóng cửa biên giới vào tháng 1 năm ngoái. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc ước tính trong một báo cáo gần đây rằng sẽ thiếu hụt khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay. Chính quyền Triều Tiên đã cố gắng để người dân tự cung cấp thực phẩm nhưng không thành công các hãng thông tấn với các nguồn tin trong nước đang đưa tin về nạn chết đói, cũng như sự gia tăng số lượng trẻ em và người già phải đi xin ăn. Zero Ishimaru của Asia Press cho biết, tình trạng thiếu lương thực hiện tại của Triều Tiên đang nhanh chóng trở thành cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất ở châu Á. Hồi đầu tháng, ông nói rằng thật thất vọng khi thực tế của tình hình đã không được truyền tải đến thế giới. Hệ thống phân bổ lương thực của Triều Tiên dường như cũng đã sụp đổ, với nhiều khu vực nhận được rất ít hoặc không có nguồn cung cấp trong nhiều tháng liền. Theo Daily NK, chính quyền tỉnh Bắc Ham Giong, gần đây đã phát lương thực từ kho dự trữ sau khi giá gạo tăng mạnh. Nhưng các nguồn tin địa phương cho biết hệ thống phân phối khẩu phần đã thay đổi. Theo nguồn tin, các gia đình hiện đang nhận được vé lương thực từ các tổ chức cộng đồng địa phương để họ có thể nhận được 8 phần ngô và 2 phần gạo nếp, tất cả tùy thuộc vào quy mô của gia đình. Gian Luca Spezza, đồng nghiệp viên nghiên cứu tại Viện Chính sách An ninh và Phát triển Stockholm cho biết Tình hình lương thực hiện nay ở Triều Tiên là rất tồi tệ. Ông nói, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã ở trong tình trạng rất khó khăn trước Covid. Họ có một người bảo trợ và một người mua là Trung Quốc và chủ đề đó giờ đã bị hao mòn do lệnh trừng phạt, Covid và việc đóng cửa biên giới kéo dài. Với việc các tổ chức quốc tế không còn có thể hoạt động trong nước, ông Spezza nói, không có lý do gì để nghĩ rằng mọi thứ có thể đã được cải thiện một cách kỳ diệu khi bị cô lập. Nhưng vấn đề không chỉ là tình hình thực phẩm, theo Grace Scalato, giám đốc điều hành của Ủy ban Nhân quyền ở Triều Tiên. Khía cạnh an ninh con người của vấn đề này cũng đáng được quan tâm, do các hạn chế đi lại và việc đóng cửa biên giới được áp đặt với lý do ngăn chặn Covid. An ninh con người của Triều Tiên thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với thời kỳ trước Covid. Kể từ khi Triều Tiên lần đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc hơn một năm trước, chính quyền của Kim Jong-un đã tăng cường các cuộc đàn áp và giám sát biên giới để ngăn chặn buôn lậu và đào tàu. Đầu tháng này, Daily NK đưa tin, rằng chính phủ có thể đang cố gắng sử dụng công nghệ 5G để theo dõi tình hình dọc biên giới từ xa như Bình Nhưỡng bằng camera giám sát. Đây là một tin xấu đối với những người dân bình thường đang cố gắng tồn tại qua ngày. Theo báo cáo gần đây của giới truyền thông, do không có thu nhập và các nguồn lực cơ bản, nhiều công dân đã làm hàng giả để kiếm sống. Những hành vi như vậy cũng như việc phát tán các tài liệu nước ngoài như phim điện ảnh và phim truyền hình đang bị trừng phạt với những mức án ngày càng nghiêm khắc, bao gồm cả những án phạt tại các trại lao động cưỡng bức. Bên cạnh việc làm giả và buôn lậu, những công dân bị bắt quả tang tích trữ thực phẩm có thể phải đối mặt với việc bị sơ tử. Ông Greg nói, chính phủ đang thực hiện các biện pháp này vì họ sợ mất quyền lực. Chế độ đang sử dụng Covid như một cái cớ để đàn áp các thị trường và thông tin từ thế giới bên ngoài, cùng những thứ mà nó coi là những mối đe dọa lớn đối với tính hợp pháp của nó. Mặc dù tình hình lương thực đã nhận được sự quan tâm của quốc tế, nhưng ít người biết đến sự lây lan của Covid trong Triều Tiên. Một năm rưỡi sau đại dịch, Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố không có ca nhiễm nào. Tuy nhiên, các nguồn tin trong nước lại vẽ ra một bức tranh rất khác. Nhật báo NK tuần này đã đưa tin rằng người dân Triều Tiên không chỉ bị nhiễm COVID mà còn đang tử vong sau khi được đưa ra khỏi các cơ sở kiểm dịch của nhà nước. Theo một nguồn tin địa phương, khoảng 10% những người được đưa ra khỏi các cơ sở kiểm dịch của nhà nước ở tỉnh Nam Pyongan. Khi tình hình của họ đã cải thiện thì đã qua đời sau đó. Ông Gray cho biết, rất ít khả năng Triều Tiên không có trường hợp COVID nào. Ông nói dựa trên thông tin tôi có được từ những người Bắc Triều Tiên trốn thoát sống ở Hàn Quốc và các nước khác, các bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh hô hấp cũng có thể đã nhiễm Covid. Nhưng những trường hợp đó không được ghi nhận. Ông Spezza cũng nói rằng các vấn đề mà Triều Tiên phải đối mặt vượt xa đại dịch này. Vấn đề không phải là Covid, vấn đề là đất nước không có nền kinh tế nói đến và đất gần như không có cơ sở hạ tầng. Theo chuyên gia Spezza, Của khủng hoảng hiện nay ở Triều Tiên có thể sẽ khiến toàn bộ dân số dễ mắc bệnh hơn và vì khan hiếm lương thực buộc mọi người phải ra ngoài kiếm ăn nó có thể ảnh hưởng đến giáo dục và các hoạt động khác và chúng có thể có những cải thiện nhờ vào các cơ quan Liên Hợp Quốc. Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm nay cho biết Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đang gửi một thông điệp rõ ràng về chính sách đối với Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản và Hàn Quốc rằng sự phối hợp chặt chẽ đó gửi một thông điệp rất quan trọng tới Triều Tiên rằng chúng ta cùng nhau sát cánh trong cách tiếp cận chính sách này. Các cuộc đàm phán ba bên đã được tổ chức tại Tokyo, bất chấp mối quan hệ rạn nứt giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, phần lớn là do các yếu tố lịch sử. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takemori cho biết hợp tác ba bên với Hoa Kỳ là rất quan trọng đối với việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Ông Choi jung kun Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc mô tả vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một trò chơi cài hơi, cần sự kiên nhẫn. Trong khi đó, bà Sekma nói rằng Mỹ đã sẵn sàng giao chiến với Triều Tiên và họ biết điều đó. Bà nói, chúng tôi hy vọng họ sẽ phản hồi tích cực nhưng các đồng nghiệp của tôi đã nói chúng tôi phải kiên nhẫn một chút có lẽ không quá nhiều nhưng một chút bà Sackman không đề cập trực tiếp đến căng thẳng gần đây giữa Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng nói rằng Mỹ không có người bạn nào lớn hơn trong khu vực hơn hai quốc gia đó các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc nhắc lại rằng hai nước sẽ tiếp tục đối thoại để giải quyết các vấn đề còn tồn tại chuyển sang tin tức về Đài Loan, Hồng Kông và Trung Quốc quốc trong cuộc họp của thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc tại Tokyo, ba nhà ngoại giao cấp cao đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp ba bên, các nước đã cùng thảo luận về cách vượt qua nhiều thách thức toàn cầu khác nhau trong thế kỷ 21, bao gồm biến đổi khí hậu, ứng phó với đại dịch COVID, khả năng phục hồi và phục hồi kinh tế. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ba nước đã đề cập đến tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Các quan chức tái khẳng định phản đối tất cả các hoạt động phá hoại, gây mất ổn định hoặc đe dọa trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Họ cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở và bác bỏ bất kỳ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng ở Biển Đông. Ngoài ra, ba thứ trưởng cam kết sẽ duy trì sự tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và hơn thế nữa. Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã bắt giữ cựu biên tập viên của tờ báo ủng hộ dân chủ Apple Daily vài tuần sau khi tờ báo này buộc phải đóng cửa, sau khi nhà chức trách đóng băng tài sản của công ty. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, ông Lâm Man Trung, cựu tổng biên tập của Apple Daily, đã bị bắt giữ vì tình nghi âm mưu cấu kết với các thế lực nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông là người thứ 8 của tờ báo bị bắt trong những tuần gần đây. Cảnh sát nói rằng một cựu biên tập viên 51 tuổi đã bị bắt hôm thứ Tư liên quan đến một trường hợp tương tự vào thứ Sáu nhưng không nêu rõ danh tính của người này. Dựa trên đạo luật an ninh quốc gia hà khắc mà Bắc Kinh áp cho Hồng Kông vào tháng 6, cảnh sát đã đột kích vào các văn phòng của tờ báo Apple Daily, lấy đi ổ cứng và máy tính sách tay làm bằng chứng. Việc bắt giữ các giám đốc điều hành, biên tập viên và các nhà báo hàng đầu của tờ báo, cũng như việc đóng băng tài sản trị giá 2,3 triệu đô la đã khiến Apple Daily phải ngừng hoạt động vào tháng trước. Nhiều chính trị gia trên thế giới đã chỉ trích chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh sau vụ bắt giữ. Các lãnh đạo cấp cao của Apple Daily và tờ báo phải đóng cửa. Hồi cuối tháng 6, ông Biden đã ra tuyên bố cho biết, người dân Hồng Kông có quyền tự do báo chí. Thay vì thực hiện bảo vệ quyền này, Bắc Kinh đang phủ nhận các quyền tự do cơ bản và tấn công vào quyền tự trị và các thể chế và tiến trình dân chủ của Hồng Kông, đi ngược lại trách nhiệm quốc tế của họ. Ông Biden cũng tán dương Apple Daily là pháo đài báo chí độc lập rất cần thiết tại Hồng Kông. Ông kêu gọi Bắc Kinh phải chấm dứt tấn công vào cơ quan báo chí độc lập này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21 tháng 7 Tuyên bố lũ lụt gây chết người tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc là đặc biệt nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và gần 200.000 người đã phải được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố Trịnh Châu để tránh lũ. Các số liệu ban đầu cho thấy 36.000 cư dân thành phố này đã bị ảnh hưởng. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết, một số hồ chứa nước đã vỡ đập ngăn, khiến nhiều người bị thương nặng, gây thiệt hại về người và của. Tình trạng kiểm soát lũ lụt hiện ở mức đặc biệt nghiêm trọng ông Tập Cận Bình đã ra chỉ thị trên sau khi mưa lớn gây lụt lội nghiêm trọng. Mực nước tại các con sông ở Hà Nam đã vượt quá các mức báo động và nhiều đập đã bị hư hại. Nhiều tuyến đường sắt phải ngừng hoạt động, nhiều chuyến bay cũng phải hủy. Dự báo mưa lớn tại Hà Nam còn kéo dài đến hết đêm 21 tháng 7. Kết thúc bản tin Thế giới tối nay, mời quý vị đến với bài bình luận Bắt tay cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tencent thành lập 275 chi bộ đảng trong công ty, đăng trên tờ Epoch Times. Tác giả bài viết đã phân tích cách Bắc Kinh lợi dụng gã khổng lồ Tencent để giám sát và kiểm soát internet. Một trong 10 công ty lớn nhất thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường, gã khổng lồ internet Trung Quốc Tencent, đã hoàn thành hợp nhất với Đảng Cộng sản Trung Quốc và thành lập 275 chi bộ đảng, nhằm bắt tay với cơ quan quản lý Trung Quốc để kiểm soát không gian mạng. Là những gã khổng lồ internet của Trung Quốc, Tencent và Alibaba đã cùng xếp hạng trong số 10 công ty hàng đầu thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường. Theo thống kê, tính đến tháng 3 năm nay, Tencent có giá trị thị trường hơn 750 tỷ USD, đứng thứ 7 trong top 10 công ty có giá trị thị trường cao nhất thế giới. Alibaba có giá trị thị trường là 615 tỷ USD, đứng thứ 9 trên thế giới. tờ báo Đại lục Nhật báo đô thị Phương Nam cho biết, Tencent với hơn 60.000 nhân viên, hiện có 14 chi nhánh Đảng nói chung và 275 chi bộ Đảng với hơn 11.000 đảng viên. 11 ủy viên Đảng ủy và 3 ủy viên kỷ luật đều là những quản lý cấp cao của công ty. Ngoài ra có 10 cán bộ chuyên trách và hơn 700 đảng viên bán chuyên trách. Hàn Liên Triều, một học giả về Trung Quốc trên Twitter, đã chế diễu động thái này của Tencent. Việc xây dựng đảng của Tencent đã đạt được những kết quả đáng kể, đảm bảo rằng nơi nào hoạt động kinh doanh của công ty phát triển, nơi đó có tổ chức và công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc theo sau. Tencent thành lập chi bộ đảng vào năm 2003. Theo báo cáo, Tencent có trụ sở chính tại Thâm Quyến được thành lập vào tháng 11 năm 1998. Chỉ 5 năm sau, nó thành lập một chi bộ đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào năm 2011, công ty này lại thành lập đảng ủy. Tencent đã chỉ định ngày 15 tháng 7 là ngày đảng viên. Vào ngày này hàng năm, công ty bao gồm các văn phòng trên toàn quốc sẽ tổ chức các buổi tiệc ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các thành viên trong đảng của Tencent chiếm 23% trong số những người được gọi là nhân viên xuất sắc, được tuyên dương trong những năm gần đây. Các đảng viên chiếm khoảng một nửa trong việc tuyển dụng nhân viên mới hàng năm của Tencent cũng tuân thủ nguyên tắc ưu tiên đảng viên. Chẳng hạn trong số hơn 1.800 sinh viên đại học gia nhập công ty năm 2017, có 1.200 đảng viên. Đảng ủy Tencent chịu trách nhiệm giả soát thông tin mạng. Nhóm giả soát thông tin trực tuyến của Tencent do Phó Bí thư Đảng ủy của công ty dẫn đầu. 80% trong nhóm này là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhóm này chịu trách nhiệm định hướng dư luận, chống lại những thông tin mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thích và phân tích kỹ thuật đối với tin tức tố cáo trên mạng của dân chúng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Tencent cũng đồng thời là Phó Bí thư Đảng ủy của Tencent bổ nhiệm, đảm bảo các nền tảng của công ty bao gồm QQ, WeChat đều nằm dưới sự chỉ huy của Đảng ủy, truyền tải tiếng nói của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, quảng bá hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và duy trì định hướng của dư luận mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hy vọng. Vì lý do này, Tencent đã được Bộ Văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh giá là một doanh nghiệp văn hóa mạng xuất sắc Người đồng sáng lập Tencent, Mã Hóa Đằng, cũng tích cực thể hiện sự ủng hộ của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào đầu tháng 6 năm 2018, những bức ảnh chụp Mã Hóa Đằng và người sáng lập công ty Trinh Tùng, Lưu Cường Đông, mặc quân phục và mũ bát giác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm Diên An, căn cứ cách mạng đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được lan truyền trên Internet. Tencent là công cụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để bắt người. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, bác sĩ Lý Văn Lượng, nói với bạn bè thông qua phần mềm WeChat của Tencent rằng 7 trường hợp mắc bệnh SARS đã được xác nhận tại chợ hải sản Vũ Hán. Bác sĩ Lý Văn Lượng trở thành người đầu tiên dung hồi chuông cảnh báo về COVID-19. Anh nhanh chóng bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hiện và bị hẹn lên nói chuyện. Không chỉ bác sĩ Lý Văn Lượng, một số lượng lớn người Trung Quốc đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt vì sử dụng WeChat để liên lạc. Ví dụ, theo một báo cáo trên Minh Huệ vào tháng 7 năm 2020, vào tháng 5 năm ngoái, một nhóm huy chat đã bị bức hại trên diện rộng và đã lan ra cả nước. Hơn 300 học viên Pháp Luân Công trong nhóm bị chính quyền bắt cóc và tịch thu tài sản trong chiến dịch đàn áp tín ngưỡng tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ nhóm bị giam giữ bất hợp pháp hơn 2 tháng. Tencent tích hợp giám sát mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Epoch Times dẫn thông tin từ một người làm truyền thông tại Trung Quốc. Các giám sát viên và nhân viên an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đóng quân tại Tencent. Người này tiết lộ... Ít nhất, một tầng của tòa nhà Tencent là dành riêng cho các nhân viên giám sát mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm nhân viên giám sát mạng, an ninh quốc gia và cảnh sát an ninh quốc gia. Anh nói, sự phát triển của Tencent đã được tích hợp với các cơ quan quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự kết nối này là chặt chẽ, nói cách khác, Tencent có thể phát triển lớn đến mức nào, có thể phát triển bao nhiêu thành viên và đến bao nhiêu quốc gia, đằng sau là sức mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tencent phát triển tới đâu, bộ phận giám sát mạng này sẽ theo tới đó. Anh cũng nói về việc gần đây Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp các công ty công nghệ lớn. Anh tin rằng mục đích của cuộc đàn áp này là để kiểm soát các công ty lớn. Trong số đó, việc chính quyền Trung Quốc thâm nhập vào công ty và giám sát là một khía cạnh. Còn khía cạnh khác là kiểm soát dữ liệu. Ví dụ, Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm Unfinancial của Jack Ma và gần đây là ứng dụng gọi CTT chủ yếu là vì sợ rằng họ sẽ làm dò dỉ dữ liệu của Trung Quốc cho Hoa Kỳ. Phần mềm Tencent tuy bị Đảng Cộng sản Trung Quốc trừng phạt nhưng không bị phạt nặng như Alibaba. Ngoài ra, ông chủ của Tencent cũng tỏ ra thấp thỏm và vâng lời Đảng Cộng sản Trung Quốc. Không như Jack Ma, người sáng lập Alibaba đã công khai chỉ trích tác phong của quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của Đài Can Hà TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.